Những đế chế bẩn. Thưa quý vị và các bạn, hơn 1 tỷ triệu đồng, có lẽ chúng ta chưa bao giờ được nghe tới chuyện một người Việt nào đó có thể nắm giữ được một số tiền khủng khiếp đến thế trong đời mình. Nhưng đó là một con số có thật, được đọc cụ thể là 1.060.000 tỷ đồng, hơn 1 triệu tỷ đồng. Nếu chia bình quân nó cho 100 triệu dân Việt Nam, mỗi người sẽ nhận được 10 triệu đồng. 1 triệu tỷ đồng ấy tương ứng 93% số tiền cho vay đã giải ngân của ngân hàng SCB và nó chỉ được sử dụng cho riêng cá nhân Trương Mỹ Lan. Nó tương đương khoảng 45 tỷ đô la, bằng một nửa thu nhập ròng ước tính của tập đoàn khổng lồ Apple trong năm 2023. Giả sử số tiền ấy là thu nhập chính đáng của một doanh nhân Trương Mỹ Lan, chắc chắn chúng ta sẽ có một thần tượng của công chúng như một niềm tự hào quốc gia, theo kiểu một biểu tượng doanh nhân thành đạt, đủ sức là một giường cột nền kinh tế. Hơn 1 triệu tỷ đồng ấy tương đương 3,5% GDP Việt Nam năm 2022. Khi một doanh nghiệp đóng góp tới 3,5% GDP, chắc chắn doanh nghiệp đó được xem là con cưng của nền kinh tế. Nhưng thực tế thì nó không phải là thu nhập sạch như tất cả chúng ta đã biết. Nó là thu nhập bẩn thỉu, đúng nghĩa của nó, và cái bẩn thỉu ấy lại càng khiến công chúng đau lòng. Nếu so sánh nó với những con số khác cho các nhu cầu thiết thực khác, nó gấp 3 lần tổng số vốn đầu tư kể cả tiền thu hồi đất, siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành. Nó đủ sức để trả một năm lương cho khoảng 10 triệu giáo viên, mức lương 10 triệu đồng một tháng. Trong khi thực tế cả nước chỉ có hơn 1,4 triệu nhà giáo và nhu cầu vẫn còn đang thiếu khoảng 200.000 giáo viên nữa, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Nó gấp 323 lần tổng vốn đầu tư bệnh viện đa khoa Cà Mau. Và nếu như mỗi một tỉnh thành đầu tư 2 bệnh viện đa khoa như Cà Mau, con số hơn 1 triệu tỷ này đủ sức đáp ứng không chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn dư sức đầu tư cho con người, tức là tuyển dụng, đào tạo những y bác sĩ chất lượng cao và từ đó triệt tiêu được hoàn toàn vấn đề tồn đọng nhiều năm nay là bệnh nhân cứ dồn về các bệnh viện tuyến trên gây quá tải. So sánh như vậy, chúng ta sẽ càng thấy đau lòng hơn khi sau đại dịch COVID-19, số lượng y bác sĩ xin thôi việc có xu hướng tăng vì quá tải áp lực và hơn nữa là vì thu nhập chính đáng của họ không đủ trang trải cuộc sống. Ở một tương quan so sánh khác, xét trên khía cạnh Việt Nam vẫn còn yếu và thiếu là nghiên cứu và phát triển khoa học, chúng ta sẽ nhìn thấy lợi ích có thể mang lại cho quốc gia lớn thế nào nếu số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng kia được sử dụng đúng chỗ. Hiện nay học phí hàng năm của những trường khoa học công nghệ hàng đầu trên thế giới như Đại học Columbia, Đại học Harvard Mood, Đại học Oxford dao động từ khoảng 1 đến 1,5 tỷ đồng. Nếu quyết tâm dồn sức đầu tư cho một thế hệ khoa học Việt Nam tương lai, hơn 1 triệu tỷ đồng đủ sức để nhà nước gửi khoảng 110.000 sinh viên ưu tú nhất sang học tập, nghiên cứu khoa học ở các đại học này. 110.000 nhà khoa học có trình độ chắc chắn là một tài sản vĩ đại mà một dân tộc ước mơ có được. Và thực chất Việt Nam cũng chưa cần số lượng nhà khoa học lớn như thế, chỉ cần 10.000 nhà khoa học chất lượng là đủ. Số tiền còn lại, nếu đầu tư cho các viện nghiên cứu khoa học, chắc chắn chỉ sau nửa thế kỷ, vị thế của Việt Nam sẽ hoàn toàn khác. Nhưng thiết thực hơn cả, gần sát với chúng ta hơn, chính là tình hình hiện tại. Sau đại dịch COVID-19, thế giới biến động rất lớn với chiến sự ở Ukraine, ở Gaza và các đứt gãy chuỗi cung ứng đã giáng những đòn nặng nề lên các nền kinh tế mà Việt Nam không là ngoại lệ. Nếu quốc gia có một gói kích cầu trị giá hơn 1 triệu tỷ đồng được phân bố hợp lý từ việc cho vay ưu đãi cho tới miễn thuế tạm thời v.v. có lẽ chính phủ sẽ không phải vất vả trong việc tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Người dân giờ này đang tận hưởng một không khí sôi động với kỳ vọng vào một cái Tết Nguyên Đán thật sung túc. Mà một khi tiêu dùng tăng, tức là dòng tiền trong nền kinh tế luân chuyển mạnh, nó sẽ giúp cho rất nhiều doanh nghiệp được hình thành và phát triển mạnh mẽ, tạo ra một môi trường phồn thịnh trong một thời gian không ngắn chút nào. Hoặc như tình trạng hiện thời ở miền Trung chẳng hạn, thiên tai đã gây ra những thiệt hại đáng kể. Dù chưa đến mức nghiêm trọng như những năm trước, song nhu cầu tái thiết là cực lớn, muốn tái thiết phải có tiền. Còn gì bằng nếu có hơn 1 triệu tỷ đồng để trích từ đó ra những khoản cấp bách nhằm khôi phục đời sống bà con sau thiên tai. Rồi tình trạng thiếu điện hàng năm nữa, nếu đầu tư đúng đắn các dự án nhà máy điện lớn, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng ấy mỗi khi cao điểm mùa khô. Nhưng cái khó bó cái khôn, trong khi ngành điện muốn đầu tư vẫn phải đi vay vốn ngân hàng, thì việc có hơn 1 triệu tỷ đồng trong tay để đảm bảo cho việc phát triển bền vững ngành điện quả thực là lý tưởng vô cùng. So sánh như thế để chúng ta nhận biết giá trị lớn lao mà một nguồn tiền
đã bị một cá nhân thao túng, biển thủ có thể mang lại cho xã hội là như thế nào? Và cơ bản từ đâu để Trương Mỹ Lan có được nguồn tiền đó? Nó chính là tiền mà SCB đã huy động từ khách hàng. Nguồn lực ấy đã bị chiếm đoạt một cách bẩn thỉu để tạo dựng ra một đế chế bẩn thỉu mang tên Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan. Đáng nói hơn cả là để có thể qua mắt sự kiểm soát của nhà nước, Trương Mỹ Lan hối lộ những cán bộ thanh tra kiểm soát. Tổng số tiền hối lộ chỉ ước chừng khoảng 0,5% số tiền 1 triệu tỷ đồng kia mà thôi. Nhưng con số 0,5% tưởng là nhỏ kia lại khổng lồ vô cùng đối với hình dung của nhiều người dân bình thường. Chỉ đơn cử khoản tiền mà cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, Đỗ Thị Nhàn đã nhận là 5,2 triệu đô la, tương đương 0,012% số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, cũng đủ để chúng ta choáng. Hơn 120 tỷ đồng nếu nhu cầu tiêu dùng của một gia đình là 1 tỷ đồng một năm, số tiền ấy đủ để họ sống 120 năm. Mức tuổi thọ gần như chẳng ai có thể đạt được. Và cái đau đớn hơn cả là mười mấy thành viên của đoàn thanh tra đều bị mua chuộc bằng tiền chỉ để báo cáo sai về tình trạng của SCB. 100% thành viên không ai trong sạch. Con số 100% này mới là khủng khiếp. Nó đáng sợ hơn con số 1 triệu tỷ đồng nhiều lần. Nếu chỉ có một vài thành viên thiểu số nhúng chàm, chúng ta dễ quy kết rằng đó chỉ là đơn thuần do cá nhân thoái hóa biến chất. Còn khi tất cả cùng nhúng chàm, nó có nghĩa là họ làm việc với nhau thành một tổ chức có kế hoạch, có phân công, có sắp xếp, đúng nghĩa, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là kiếm tiền bẩn thỉu. Muốn phát triển, muốn vươn tầm, Việt Nam rất cần các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn, đủ sức là niềm tự hào và là xương sống gánh vác nền kinh tế. Chúng ta muốn có những tập đoàn như Toyota, Hyundai, Samsung, IBM của Việt Nam. Chúng ta ước mơ Việt Nam có những tập đoàn như thế, xứng tầm các đế chế kinh tế. Chính các đế chế kinh tài như thế mới là nguồn lực để dân tộc tiến bộ. Và nếu so sánh với tổng tài sản của Samsung, Toyota, chúng ta sẽ nhận thấy số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt lớn mức độ nào. Nên nhớ, đóng góp GDP cả nước năm 2020 chỉ có đúng hai địa phương vượt con số 1 triệu tỷ là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mà thôi. Số tiền kể trên mà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt bằng GDP của 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu gộp lại. Ở Việt Nam, người ta vẫn kháo nhau về tài sản của các đại gia. Dù không ai xác định được con số chính xác là bao nhiêu, nhưng không ít người cùng đi đến kết luận rằng so về độ giàu, những đại gia Việt Nam có khi chả ngại gì một cơ số tỷ phú nước ngoài hoặc những người sở hữu chục triệu đô la ở Việt Nam không thiếu. Vâng, nhiều người giàu thì chúng ta sẽ càng vui vì dân có giàu nước mới mạnh. Nhưng giàu như thế nào lại là câu chuyện khác. Còn bao nhiêu đế chế bẩn thỉu như đế chế mà Trương Mỹ Lan đã tạo ra ở ngoài xã hội đây? Câu hỏi này sẽ để mở, nhưng nếu càng nhiều những đế chế bẩn thỉu, nước sẽ không thể mạnh lên mà chỉ có thể kiệt quệ hơn mà thôi. Đến hẹn lại hết. Thưa quý vị và các bạn, nhiều phụ huynh đưa trẻ đi tiêm ngừa theo lịch hẹn phải ngậm ngùi ra về bởi nhận được thông báo nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh đã không còn và số khác sắp hết sau vài ngày nữa. Thực tế, nhiều loại vaccine mà Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và viêm gan B đã hết từ nhiều ngày qua, trong khi các loại khác như sở rubella, viêm não Nhật Bản chỉ còn đủ dùng trong vài ngày tới. Câu chuyện thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa lại được nhắc tới với một điệp khúc buồn, đến hẹn lại hết. Đáng nói, với nhiều loại vaccine, việc trễ hẹn tiêm nhắc lại cho các trẻ đã tiêm trước đó hoặc trẻ đã đến lịch tiêm, theo các chuyên gia tiêm chủng sẽ có nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả của phòng bệnh sau này. Đặc biệt, nhiều trẻ bỏ qua tiêm chủng hoặc tỷ lệ tiêm chủng thấp là cơ hội cho các dịch bệnh như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não quay trở lại gây nguy hiểm cho chính các trẻ và cả cộng đồng. Thế nhưng, việc đói vaccine không phải là vấn đề mới xảy ra mà nó diễn ra thường xuyên trong thời gian qua. Còn nhớ vào đầu tháng 5 năm 2023, nhiều cơ sở tiêm chủng tại thành phố 12 triệu dân này đã dán thông báo hết sạch hai loại vaccine 5 trong 1, gồm phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do HIV và vaccine 3 trong 1, phòng 3 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Cả hai loại vaccine này đều nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nghĩa là trẻ em được tiêm chủng miễn phí. Tiếp đến giữa tháng 6, vaccine phòng ngừa lao cũng được thông báo cạn kiệt. Tháng 7, người dân lại ngao ngán khi đưa con em đi chủng ngừa và nhận được thông tin hết vaccine bại liệt sởi. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ được khắc phục, nhưng đến tháng 8 năm 2023, vaccine uốn ván cũng hết sạch và sang tháng 9, tình hình cũng không khá hơn. Khi hai loại vaccine khác là sởi và rubella cũng lần lượt không còn. Không còn cách nào khác, nhiều phụ huynh đành bấm bục chi tiền để đưa con đến các điểm tiêm chủng dịch vụ.
Điều đáng nói, trong khi vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cạn kiệt hoặc hết sạch thì các điểm tiêm dịch vụ nhiều loại vaccine đều đầy đủ. Nhưng với nhiều người dân, không phải ai cũng đủ điều kiện để đưa con em đi tiêm chủng. Nút thắt được gỡ từ khi chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì triển khai đấu thầu mua sắm tập trung vaccine tiêm chủng mở rộng vào tháng 5 vừa qua, thay vì giao Bộ Tài chính bố trí ngân sách về địa phương với nhiều bất cập. Thế nhưng đến nay, trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng vaccine miễn phí theo chương trình vẫn đói vaccine. Trong khi đó, thay vì phải ăn đong, Bộ Y tế dễ dàng lên kế hoạch trong dài hạn về mua sắm, bảo quản vaccine. Bởi hơn ai hết, Bộ Y tế là cơ quan đầu não nắm được số dân, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng, thậm chí cả tỷ lệ sinh ở nước ta. Lẽ đó họ cũng sẵn sàng chủ động được nguồn vaccine, số lượng cần tiêm để không bị đứt gãy như từ đầu năm đến nay.